Chào các bạn, mình là Health Coach Nam Phương của kênh Chậm Chậm Mà Sống, kênh chia sẻ về dinh dưỡng toàn diện và lối sống chậm. Các bạn ơi, hôm nay sẽ là một podcast về thơ thật là đặc biệt, bởi vì nó không chỉ có những cái dòng thơ của Phương, mà chủ yếu là nó sẽ bao gồm những cái dòng thơ mà team Nam Phương đã tập hợp lại từ rất là nhiều anh chị em ở trong bộ lạc. Xuất phát từ cái cảm hứng thơ mà Phương khởi tạo lúc ban đầu, thì sau đấy thì Phương thấy rằng là thần thơ đã viếng thăm rất là nhiều các anh chị em khác, mà không chỉ là viếng thăm mỗi Phương thôi. Và khi mà thần thơ đã đến rồi và tạo ra những cái vần thơ trong tâm hồn của mỗi người á, thì nó giống như là một cái dòng chảy, và nó cứ tiếp nối với nhau. Cứ người này thì lại truyền cảm hứng cho người kia, xong người kia thì lại tặng thơ cho người nọ. Và nó, mình cảm thấy rằng nó thực sự là một cái nguồn lực sáng tạo, một cái năng lượng sáng tạo, và nó được phá bung ra và nó giải phóng lại tâm hồn của con người rất là nhiều. Thì bây giờ Phương có, mặc dù Phương không thể có đủ cái thời lượng của podcast để mà đọc tất tần tật những cái vần thơ của bộ lạc Thân Khỏe Tâm An, nhưng mà có lẽ là hẹn sau trong những cái số podcast khác, khi mà mình lại tuyển tập được những cái bài thơ tiếp theo. Còn hiện tại thì Phương xin được đọc thơ của các bạn, anh chị em, học viên mà đã làm chỉ trong tháng vừa rồi, tức là trong khoảng tầm cuối tháng 10 và đầu tháng 11 thôi. Thì có rất là nhiều bài thơ hay các bạn ạ. Thì bây giờ Phương sẽ xin phép được đọc thơ ha, đọc thơ của các anh chị em. Cái bài đầu tiên rất là thú vị của chị Thùy Cappuccino. Thì chị Thùy là một học viên rất là đặc biệt, và cũng là người mà đã được thần thơ ghé thăm cực kỳ nhiều. Bởi vì rằng là không biết sao, nhưng mà chắc là trong tâm hồn của chị đã chứa đựng sẵn rồi, cho nên là thần thơ chị đến và giúp khơi thông những cái điều mà chị đã có ở bên trong. Bài thơ của chị Thùy mang tên là Ngộ Không. Thấy bạn tâm con khỉ, mình gọi bạn ngộ không. Biết con ngộ được không? Về nhiệm màu hiện tại, thấy mình như bé lại giữa đất trời bao la. Không còn muốn kêu ca về khó khăn gặp phải. Mong bạn đừng mê mãi chạy theo sắc lợi danh, mà nhìn lại xung quanh, sự sống đang hiện hữu. Mặt trời cho ánh nắng, cây cối nhường oxy. Đất dưới chân mình đi, nghe chim kêu ríu rít. Không kêu mình có ít, mà thấy thật đủ đầy. Hạnh phúc ở ngay đây, với những gì đang có. Các bạn có nhận ra cái tâm con khỉ mà Phương đã sáng tác trong bài Tâm Con Khỉ không? Thì chị Thùy đã tiếp nối cái ý thơ đó một cách thật là dễ thương. Và những cái ý mà Phương rất là yêu thích đó là cái ý như sau: mặt trời cho ánh nắng, cây cối nhường oxy, đất dưới chân mình đi, nghe chim kêu ríu rít. Đó, và tất cả những cái đó nó vẫn luôn là miễn phí cho mỗi chúng ta. Nó luôn có sẵn, hiện hữu, rất là phóng khoáng, rất là hào phóng đối với chúng mình, đúng không? Và khi mà mình chỉ dừng lại một nhịp thôi, và mình cho phép mình cảm nhận được những cái điều mà mình đang có sẵn đó, thì tự nhiên là thấy mình đủ đầy à, mình không còn thiếu thốn nữa. Đó là một bài thơ Phương rất là yêu thích, có tên là Ngộ Không của chị Thùy Cappuccino. Tiếp theo thì Phương sẽ xin được đọc một cái bài thơ mà chị Trần Như An đã viết tặng mẹ của mình và các bà mẹ nói chung. Mẹ ơi mẹ à, tuổi thơ ở với mẹ, tình mẹ bao la như cơn suối mát tưới con mỗi ngày, con luôn đủ đầy. Ý chí hay sợ hãi, mạnh mẽ hay yếu đuối, có hết trong con. Sau này lấy ai, chỉ mong người ấy yêu mẹ của con giống như con vậy. Kiếp này con nguyện chăm lo cho mẹ như mẹ đã từng chăm con khôn lớn. Dù ai cũng biết nước mắt chảy xuôi, nhưng con vẫn hứa tình yêu trong con sẽ luôn ở đó, cũng như dòng suối tưới mát bên mẹ, cùng mẹ vượt qua tuổi già sắp tới, cùng nhau ghi lại khoảnh khắc cuộc đời thật tươi đẹp này, khoảnh khắc chúng ta là một gia đình.
Đó là một bài thơ rất là dễ thương. Cái tấm lòng của người con khi mà mong muốn rằng là lấy ai thì người đó cũng thương mẹ mình. Phương cảm thấy rất là cảm động với cái ý này, và ghi nhận cái công ơn của những người mẹ. Thì chị An cũng giống như chị Thùy Cappuccino đã sáng tác nhiều bài thơ, chứ không phải chỉ những cái bài mà Phương vừa đọc, nhưng mà Phương chọn ra những cái bài mà mình cảm thấy thích nhất. Rồi, tiếp theo thì sẽ là thơ của chị Liễu. Nếu như chị An đọc thơ tặng những người mẹ, thì bài thơ thứ 9 của chị Liễu đã viết tặng cha. Con được thừa hưởng khí chất từ cha và của ông bà cùng bao thế hệ, ngọn nguồn nội lực trong tâm mà ra, dẫu có phong ba, bền gan vững chí. Những điều trân quý cha dạy chúng con hôm nay vẫn còn sáng trong như ngọc. Gia đình là gốc, sự nghiệp là thân, sum xuê lá cành, một đời tươi tốt giữ cho cốt cách trong sạch rạng người. Mỗi chốn mỗi nơi con từng đi tới, cuộc đời vất vả đọng lại trong cha, là trái là hoa tặng cho con cháu. Bây giờ nương náu phước đức chính mình, cha đã hy sinh những ngày trai trẻ. Ngủ ngoan con nhé, bài học cuộc đời chẳng thể xa rời những trang sách mở. Cuộc đời tuy nhỏ, những nghĩa lớn lao đã bước chân vào, nở hoa rực rỡ. Con ơi hãy mở rộng lòng mình ra, đón cả mưa xa với từng giọt nắng. Những gì trong trắng ẩn phía bên trong, lớp vỏ xù xì ít ai thấy được. Một lời nguyện ước gửi tới các con, thay cha luyện rèn thanh tâm phúc tới, cùng nhau tiếp nối thế hệ cháu con, một thời vàng son cha hằng mong đợi. Bài thơ được ghi rằng là chị Liễu đã viết bài thơ này vào lúc 6:46 sáng. Và Phương cảm thấy rất là cảm động khi đọc bài thơ này, khi mà chị Liễu đã lần theo cái cội rễ của cha mẹ gia đình mình, những cái điều mà cha mẹ mình, và ở đây là đại diện là người cha của chị Liễu, đã trao truyền lại cho chị từ những cái điều như là nội lực, hay là những cái điều mà cha đã rất là trân quý, trao tặng lại và dặn dò con cháu. Mặc dù với một cuộc đời rất là vất vả và rất là nhiều hy sinh, nhưng mà cha vẫn dạy các con hãy rộng lòng mình ra, đón cả mưa xa với từng giọt nắng. Và có những điều rất là thâm thúy ở trong những cái ý thơ này. Ý thơ mà Phương muốn đọc lại là: những gì trong trắng ẩn phía bên trong, lớp vỏ xù xì ít ai thấy được. Wow, quả thực là những cái lời thơ này nó tạo ra một cái lời nhắc nhở, một cái lời tuyên bố về sự thật của cuộc đời, rằng là có rất là ít những cái thứ mà nó tốt đẹp nó cứ phải biểu hiện ra bên ngoài. Có những thứ nó trong sáng, nó trong trắng thì nó được ẩn phía bên trong cái lớp vỏ xù xì. Và nếu như chúng ta có thể nhìn xuyên qua những cái biểu hiện xù xì đó, thì chúng ta sẽ thanh lọc được thân tâm của mình, thành tâm và tiếp nối những cái điều tốt đẹp nhất của cha ông mình đã để lại. Em rất là cảm ơn chị Liễu đã chia sẻ bài thơ này cho bộ lạc nha chị Liễu nha. Tiếp theo thì để đổi gió một tí, từ những cái vần thơ rất là thâm thúy của chị Liễu, thì mình sẽ chuyển qua tiếp mục thơ của một bạn trẻ khác cỡ tuổi mình, đó là bạn Mỹ Thiên. Bạn Mỹ Thiên có rất là nhiều những cái vần thơ tinh nghịch. Và sau đây là bài thơ Nghĩ Về Em. Nghĩ về em, về những yêu thương vụ về tuổi trẻ, về những vội vàng ngang tàng thanh xuân, về những mộng lành mình tìm trao nhau. Nghĩ về em với muôn vàn nỗi nhớ, với 8.000 nỗi sợ, gần 1.000.000 tiếng cười và rất nhiều miền thương, chân thành và bình yên loài người âu yếm trao em. Nghĩ về em một hiện tại nồng nàn, một tuổi trẻ dữ dội, và tương lai của em chắc hẳn sẽ dịu êm. Nghĩ về em mộng mị, bầu trời và cái tôi, ngây thơ vô số tội, tạt qua vùng ký ức với cả bể tiếc nuối
thất tình, thất nghiệp, thất bại nối tiếp. Nhưng không sao em ơi, em đang đi cao tốc. Chắc vũ trụ gửi tới biển báo slowly, nhắc nhở em ôm mình, nương về nơi bắt đầu. Và Thiên đề cái bài thơ này là được viết vào ngày 26 tháng 10 trong một sáng mùa thu xanh ngắt xanh của Hà Nội. Thực sự rất là dễ thương phải không? Phương rất là thích cái hình ảnh biển báo slowly mà vũ trụ đã gửi tới cho người em mà đang cảm thấy mình đang có những cái thất bại nối tiếp, thất tình, thất nghiệp. Ồ, đây là thơ rất là hiện thực nha. Nhưng mà cái ý cuối á, nhắn rằng là em ôm mình, nương về nơi bắt đầu, thì thực sự là một cái ý rất là sâu sắc và rất là để lại nhiều khoảng trống cho mình chiêm nghiệm phải không nào? Cảm ơn Thiên. Rồi, thì tiếp theo thì lại là một người học viên, một người chị khác mà Phương vô cùng yêu quý, đó là chị Hằng Môn. Thì chị Hằng Môn cũng đã viết một vài bài thơ, nhưng mà bài thơ mới nhất thì Phương xin được đọc. Thơ của chị Hằng Môn như sau. Cắm rễ vào hiện tại, như mình là cái cây, hiện diện và ở đây với mình và đời sống. Ồ, mọi thứ sống động trong một khoảng rỗng không. Lòng mình thật mênh mông và đủ đầy sâu lắng. Bầu trời vừa hứng nắng, thoát cái lại đầy mây. Mây lững lờ cứ bay, mình ở đây nhìn ngắm, nhận biết rồi buông xuống. Dù là những mong cầu, những toan tính dài lâu, hay sân si tị nạnh, thảnh thơi không gì vội. Bây giờ và ở đây, mình là một cái cây, thở ngắm nhìn trân quý. Wow, bài thơ cũng để lại cho Phương nhiều xúc động và những cái khoảng lặng để mà chiêm nghiệm. Nhất là cái ý kết thúc, mình là một cái cây, thở ngắm nhìn trân quý. Cái cây đó, chỉ với cái sự hiện diện của nó thôi, nó thảnh thơi không có gì vội cả, cứ đứng đó tận hưởng giây phút bây giờ và ở đây, thì nó đã khiến cho lòng người thật sự êm ả. Nó cũng là một cái hình tượng cái cây nhắc nhở chúng mình luôn luôn có thể cắm rễ ở trong hiện tại, tức là sống sao cho thật trọn vẹn với những hiện hữu nhiệm màu ở xung quanh mình, và mình chỉ cần hiện diện thôi là mình đã làm tươi mát cho đời rồi. Có rất là nhiều những cái khoảng rỗng không ở trong lòng mình hay trong cuộc sống, và điều đó hoàn toàn ok. Mình không nhất thiết cứ phải lấp đầy những cái khoảng trống, những cái cuộc hội thoại bằng những cái điều vô nghĩa, hay là những cái điều mà mình cứ cảm thấy rằng mình phải làm thì nó mới tạo ra được một cái giá trị gì đó ở trong cuộc sống. Không, đây là một bài thơ có tính thiền và nhắc nhở chúng mình rằng là hãy trân quý những cái phút giây hạnh phúc của sự sống. Cảm ơn chị Hằng Môn với vần thơ thật là ý nghĩa ha. Rồi tiếp theo thì mình xin được đọc bài thơ của chị Hà My. Thì chị Hà My làm bài thơ này vào ngày thứ 8 ở trong cái thử thách 15 điều mình làm cho mình mỗi ngày. À, gọi là thử thách thôi, nhưng mà thực ra thì đây là một trong những cái món quà mà Team Nam Phương gửi tặng cho mọi người sau khi làm cái bài trắc nghiệm. Mức độ stress của bạn ở ngưỡng nào, thì khi mà các bạn làm xong thì sẽ được gửi tặng một cái bộ thẻ mà trong đó có 15 điều, và bạn có thể bốc ra trong 15 ngày tiếp theo để mà gợi ý cho chính bản thân mình sống thật là trọn vẹn trong ngày hôm đó. Thì cái thẻ số 1 mà khơi gợi cái bài thơ này là của chị Hà My, là thẻ hoạch định buổi sáng. Thì chị Hà My có tâm sự như thế này: sáng nay mình dậy muộn hơn mọi hôm nhưng vẫn kịp lên sân thượng ngắm hoa hồng đang đua nở, kịp hít hà bầu khí sớm mai trong trẻo. Chợt nảy ra ý hơi ích kỷ là cắt vài bông hoa trong vườn để mang tới cắm ở chỗ làm. Thế là có lọ hoa. Tức cảnh sinh tình, còn mình tức cảnh sinh thơ. Tặng cả nhà bài thơ vừa sáng tác sau khi mở YouTube và nhận được lời quote ở trong hình. Và đây là lời thơ của chị Hà My đã tức cảnh sinh thơ. Hoa vườn nhà đem tới cơ quan, bao miên man xin hãy dừng lại.
cho ta tĩnh lại từng phút giây, bởi thời gian không ở đây mãi mãi. Ta chỉ lãi khi ta sống trọn vẹn, khi tâm trí không hứa hẹn ngày mai. Không bi ai chuyện đã trôi qua mất. Hãy nhớ rằng có mẹ đất bao dung, yên tâm thở và sống chung hết thảy, cả buồn đau lẫn nóng nảy đời thường. Vì con đường ta cần đi phía trước luôn rộng mở khi ta bước an yên. Wow, lại một vần thơ nữa mà nhắc nhở chúng ta tĩnh tại trong từng phút giây. Chỉ từ một bông hoa ở trên sân thượng thôi mà chị Hà My đã phóng tác ra những cái dòng thơ thật là trong trẻo, có nhắc nhở chúng mình về mẹ đất bao dung, để mà mình có thể yên tâm thở và sống chung với hết thảy, cả buồn đau lẫn nóng nảy đời thường. Và mình cũng thấy lòng mình được mở rộng thêm khi đọc những bài thơ này. Cảm ơn chị Hà My rất là nhiều. Wow, thích quá. Rồi, thì mình cũng muốn đọc một trong những bài thơ mà mình được nhận tặng vào ngày 20 tháng 11 vừa qua. Mình thực sự rất là cảm động bởi vì có ba chị em đã gửi thơ tặng mình. Nhưng mà bởi vì là có hai chị là chị Hà My và chị Hằng Moon thì mình đã đọc thơ của hai chị rồi, cho nên mình sẽ đọc bài thơ còn lại là của chị Đỗ Huyền. Chị Huyền cũng là một cô giáo yoga rất là dễ thương và đã giúp cho khóa 2 của Thân Khỏe Tâm An được tập yoga hàng ngày. Đó, thì bây giờ mình đọc thơ của chị Đỗ Huyền đã gửi tặng cho mình. Có một cô gái như vậy, tên cô ấy Nam Phương, kết nối bao bạn trẻ, lan tỏa tình yêu thương. Cô gái nhỏ lòng bao dung, biết nhau duyên đã khởi, yêu thương tự nhiên đến. Mỗi lúc tôi thấy nản, lại nhớ đến cô ấy. À, các bạn của tôi, bật podcast và nghe Chậm Chậm Mà Sống nhé. Lắng lại chút bạn hiền, để cảm nhận phút giây gió nhẹ sượt mái tóc, tươi mát cả tâm hồn. Thú thực là mình cũng thấy hơi ngượng khi mà tự mình đọc cái bài thơ mà người khác đã gửi tặng mình. Nhưng mà mình trân quý cái những cái điều mà chị Huyền đã gửi tặng đến cho mình. Và mình cảm thấy rằng mình muốn đọc bài thơ này trước hết cũng là để tặng cho chị Huyền. Thì mình xác định ở đây rằng là mình chỉ là một đại diện thôi của cả bộ lạc. Mình không phải là người duy nhất có tấm lòng bao dung, có biết cách sống chậm và cảm nhận những cái phút giây rất đổi trọn vẹn như là một làn gió nhẹ sượt qua mái tóc. Chị Huyền cũng là một người như thế, và các chị em làm thơ hay không làm thơ cũng đều có những cái sự trong trẻo ở trong tâm hồn như thế. Vậy thì hãy coi như chúng ta đều có cái chân dung như vừa rồi mà Phương chỉ là một trong những cái đại diện mà được may mắn đón nhận cái tình cảm của chị Huyền mà thôi. Và để mà đọc cái bài thơ cuối cùng á, thì Phương xin được đọc bài thơ của một học viên khóa K3 mới nhất của Thân Khỏe Tâm An là chị Thùy Dương. Mặc dù đây là một bài thơ không phải sáng tác trong lúc mà chị Thùy Dương gia nhập bộ lạc Thân Khỏe Tâm An, đó là trước đó nữa cơ. Nhưng mà Phương muốn đọc bài thơ này bởi vì chị Thùy Dương đã tiếp nối cái vần thơ mà mình đã đọc trong một cái buổi hội thảo, là buổi hội thảo của Hành Trình Sống Khỏe ở chặng 2. Thì trong cái buổi hội thảo này Phương đã đọc cái bài Chưa Biết, tức là cái bài thơ mà của podcast hôm qua khi mà mình đọc cho các bạn á, thì chị Thùy Dương đã mượn một cái ý thơ ở trong đó để mà tiếp nối những cái vần thơ của chị. Và chính nhờ chị tiếp nối như vậy mà mọi người đều rất là hân hoan, nhìn thấy được cái nguồn năng lượng nó chảy xuyên suốt từ người này qua người kia, nó rất là thú vị. Thì bây giờ Phương xin được đọc bài thơ của chị Thùy Dương nhé. Nào cùng tôi một phút, tắt não làm mềm tim. Hãy để những lặng im khơi thông sự ồn ả, và để cho bạn ngã cúi đầu trước yêu thương, để phút giây bình thường hóa thành niềm hạnh phúc, sống trọn vẹn tỉnh thức cho muôn kiếp nhân sinh, để mỗi sớm bình minh cảm ơn từng hơi thở. cái ý thơ mà chị Thùy Dương tiếp nối từ Phương là cái câu tắt não là mềm tim. Nhưng mà khi mà chị Thùy Dương viết tiếp á,
thì chị Thùy Dương có một cái lời kêu gọi rằng là: nào cùng tôi một phút, tách não làm mềm tim, hãy để những lặng im khơi thông sự ồn ả. Đây là những cái ý thơ nó sâu sắc gì đâu á. Và mình cũng phải cúi đầu trước những cái vần thơ này, khi mà những cái điều nó rất là thông thái và nó tỉnh thức, nó được ngân lên trong mỗi con người. Thì tự nhiên khi mà mình đọc thơ lên và mình diễn đọc nó lên, thì tự mình cảm thấy rằng thông qua những cái điều này, trong tim mình cũng mềm lại và lặng nhiều hơn, lặng im nhiều hơn, tĩnh tại nhiều hơn, vui hơn, và thấy tâm hồn như reo vui vậy, trái tim như reo vui vậy. Đó, thì hôm nay đọc những bài thơ như vậy, và đây không phải là những cái bài thơ duy nhất của mỗi người. Phương tin chắc rằng là cái nguồn năng lượng của sự trong trẻo, của tỉnh thức, của những cái thực tập sống chậm, chúng mình, cái sự đùm bọc của chúng mình với nhau, nó sẽ còn tiếp nối cho mọi người những cái vần thơ, và cái năng lượng sáng tạo sẽ tiếp tục trôi chảy một cách tự nhiên bên trong mỗi người, giống như nó đã từng trôi chảy ở trong Phương. Thì Phương chỉ kết lại với lại bốn cái câu thơ của bản thân mình, và mình có bốn cái câu thơ này là để nói hộ cái lòng mình. Cả thế giới vẫn luôn đổi mới, và sự vật liên đới với nhau. Cho dù nhìn trước ngó sau, sao mà lơ được nhiệm màu trần gian. Đó, thì đó là những cái ý mà Phương cảm thấy rằng ồ, mọi thứ liên đới với nhau. Và các anh chị em ở đây có sự liên đới về mặt sáng tạo. Người này giúp khơi thông cái năng lượng sáng tạo cho người kia, và mọi thứ nó trôi chảy thật là hạnh phúc. Khi mà trước khi mà kết thúc podcast thì Phương muốn nhắn nhủ rằng, tại vì là trong thời điểm hiện tại Phương cảm thấy rằng mình nên kết thúc, tạm kết thúc thôi cái chuỗi podcast làm thơ ở đây, để mà cho mình được tập trung vào việc chăm sóc các bạn ở trong khóa 3 của Thân Khỏe Tâm An, rồi là chăm sóc lại cho chính bộ lạc của mình, và chăm sóc cho mình nữa. Bản thân mình cũng cần rất là nhiều những cái khoảng tĩnh lặng sau rất là nhiều những cái hoạt động vừa diễn ra trong thời điểm vừa qua. Cho nên cái podcast Liên Hoàn Thơ ngày hôm nay của Bộ Lạc Thân Khỏe Tâm An sẽ là một cái lời chào tạm biệt. Tạm biệt thôi, chứ không phải là chào mãi mãi nhá. Thì Phương hy vọng rằng là trong khoảng tầm, Phương đoán là khoảng tầm 2-3 tuần nữa, hoặc là dài nhất là trong khoảng tầm 1 tháng nữa, thì Chậm Chậm Mà Sống có thể quay trở lại với các bạn với những cái nội dung nó tiếp tục sáng tạo, đủ đầy và phản ánh đúng được những cái ngọn nguồn sự sống một cách tự nhiên ở bên trong chính mình trong thời điểm đó. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Chậm Chậm Mà Sống trong suốt thời gian vừa qua, đã dành cho mình nhiều tình cảm yêu thương. Mình đã đọc tất cả những review trên Apple Podcast, hay lời nhắn ở trên Anchor, trên những cái nút follow, những cái lời comments ở trên YouTube, thì mình đều đã đọc hết. Và Phương phải nói rằng đấy là những cái mà nó cho mình nhiều sức mạnh lắm, nhiều cái sự động viên lắm. Mỗi lần mà mình cảm thấy nó có hơi một tí xíu gì đó, nó cần thêm năng lượng, bởi vì năng lượng của mình đi xuống, thì mình chỉ cần đọc lại là mình cảm thấy rằng cái điều mà mình làm nó có ý nghĩa, nó giúp khơi dậy tâm hồn của một ai đó, nó giúp cho não dịu tim mềm, và nó hy vọng rằng giúp cho ai đó được ngủ ngon. Ok, thì đấy là những cái lời tạm biệt của Phương trên hành trình này, trong chặng này. Phương sẽ hẹn gặp lại các bạn vào một ngày không xa. Bây giờ thì Phương chúc các bạn có ngày thật vui và đêm thật yên. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.